trọng kính chào quý tư tử con gái của Chúa đến nhóm đài vào buổi trưa sáng nay. Chúng ta đang ở trong Chúa Nhật cuối tháng và chỉ còn lại trong sáng hôm nay chúng ta học chủ đề trong đời cứu Chúa mình. Qua tháng sau thì chúng ta lại có chủ đề khác để cùng học lời Chúa. Trong trọn cả tháng qua chúng ta đã được các tư tử của Chúa nhắc đi nhắc lại về thời kỳ Chúa tái lâm, những thái độ đối với ngày Chúa tái lâm, công việc của chúng ta đối với ngày Chúa tái lâm. Và bây giờ trong buổi sáng này chúng ta học lại những điều cần thiết để trong đời Chúa. Trong đời Chúa là một điều rất tốt, nhưng chúng ta sẽ làm gì thực tế để bày tỏ tấm lòng của chúng ta trong đời Ngài? Nhiều phân đoạn kinh thánh và trong đó có lời của Đức Chúa Trời trong Luca chương thứ 12 câu 35 cho đến câu thứ 48 mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Bây giờ chúng ta chỉ nhắc đi nhắc lại ở câu kinh thánh nền tảng, đó là câu 35 của Luca chương thứ 12. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Một câu kinh thánh rất gọn, rất xúc tích, đầy đủ những cái gì mà Chúa muốn các sứ đồ của Ngài, toàn thể hội thánh của Chúa trải qua các thời đại, trong đó có hội thánh Chúa ngày nay, chúng ta phải thực hành. Bây giờ tôi xin mời toàn thể con cái của Chúa nhắc lại hai lần câu thánh kinh này, chúng ta cùng đọc với nhau. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Thưa con cái của Chúa, điều cần thiết để trong đời ngày Chúa chúng ta trở lại, đó là phải sẵn sàng phục vụ Chúa. Phải sẵn sàng phục vụ Chúa. Nếu chúng ta không sẵn sàng để phục vụ Ngài thì đó cũng nói lên một điều, đó là chúng ta không có trông đợi Chúa của chúng ta đến làm gì. Tôi thỉnh thoảng khi ngồi ở bàn làm việc, dù chưa xong nhưng mà cần thư giãn, thì tôi cũng rời chỗ bàn làm việc của mình đi tìm nước để uống. Rồi có khi thì tôi thấy các cháu của chúng tôi buồn về đó, nó ăn một cái chén nó cũng để đó, một cái đĩa nó cũng để đó. Và đương nhiên như vậy thì khi nhà tôi đi về hoặc các con tôi đi về, nó cũng cảm thấy là ô sao ai ở nhà ăn ở đây mà bỏ tùm lum đó vậy nè. Thế thì giờ nghỉ của mình khoảng 15-20 phút đó, tôi cởi đồng hồ ra, thì tôi đồng hồ của tôi bằng dây da, tôi được cởi và bỏ đó, nhìn lại coi theo xà bông ở đâu và rửa 5-7 cái chén đó ướp vào. Quý bà anh chị thấy trong cái tâm trạng như vậy, khi người thân yêu trong gia đình của mình trở về và thấy được ở nơi nhà bếp như vậy, nó gọn gàng như vậy, thì tinh thần nó nặng hơn nhẹ nhẹ rất nhẹ. Nhưng mà đã xách giỏ xách đi chợ về, còn biết bao nhiêu công việc mà nhìn thấy như vậy, chắc chắn là cảm thấy nặng nề lắm. Sao không ai chia sẻ gì với mình hết như vậy? Thưa con cái của Chúa, nếu ngày Chúa của chúng ta trở lại trong năm 2019 này, mà còn thấy biết bao nhiêu công việc mà chúng ta bỏ dở dàng, không làm gì hết, thì chúng ta nghĩ rằng Chúa chưa trở lại. Hội thánh của Chúa còn đang vận động tài chánh cực cất nhà thờ kia mà, thế là chưa đâu, ít ra cũng 50-70 năm nữa Chúa mới trở lại. Thôi thì bây giờ thì cứ hầu việc Chúa bà tà như vậy thôi là đủ rồi. Chắc chắn ngày phục vụ chúng ta ở trong một cái tư thế như vậy, mà muốn tất cả chúng ta đều sẵn sàng để phục vụ Chúa. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Ở đây nói đến cái thực tế về dân tộc Do Thái, cái trang phục của họ rất là rộng rãi, rất là phung phình, cho nên họ phải thắt lại để cho nó gọn gàng và đồng thời sẵn sàng cho sự làm việc. Ngày hôm nay mỗi một chúng ta nhìn vào trong công việc Chúa cũng như vậy, đây không phải là kỳ giờ để nghỉ ngơi, đây không phải là kỳ giờ để nghỉ ngơi. Tôi có cơ hội đi công tác ở tại Phú Yên, rồi vào Khánh Hòa, một số quý đệ tử của Chúa gặp hội đồng giáo phẩm thì nói rằng quý đệ tử Chúa đi, chúng tôi nhớ đến cụ sư
chủ nhiệm mục sư Trần đọc thuộc qua, hỏi là vì sao mà hội đồng giáo phẩm đi thì lại nhớ đến cụ chủ nhiệm Trần Trọng Thục. Vì cụ chủ nhiệm đi vào lúc 13 giờ 15, 13 giờ rưỡi thôi đến tại tượng thất đó. Vậy khi ông đến như vậy trong giờ đó thì phải có quản nhiệm tiếp ông, dù chỉ là một tách trà hoặc một ly trà đá, một ly đá chanh thôi. Ông hoàn toàn được thêm sức rồi lại nguyên lên, lại nhắc nhở, lại khích lệ gì đó thì ông lại đến một nơi khác, ở một nơi khác. Tại sao cụ lại đến lúc 13 giờ 30, mà cụ không đến lúc 14 giờ 30 mà đến ngay thời giờ phút nghỉ ngơi đó? Ý của cụ dành thì giờ tốt nhất, nhanh nhất thì đến với hội thánh. Và cũng là điều nhắc nhở toàn thể quý tôi tớ con cái của Chúa. Vậy mỗi một chúng ta biết rằng Chúa đặt để chúng ta vào trong cương vị mục sư truyền đạo, chấp sự, nhân sự của hội thánh của Chúa là không phải để cho chúng ta có cái địa vị, có cái chỗ đứng đó, mà muốn nhắc nhở mỗi chúng ta đã nhân danh Chúa để lãnh trọng trách thì mình phải làm trọn cái trọng trách đó với Chúa yêu dấu. Đây không phải là thì giờ để nghỉ ngơi, vì nếu là thì giờ để nghỉ ngơi như vậy chắc chắn chúng ta sẽ bị cám dỗ. Mà lời của Chúa trong Luca chương 12 câu 45 chép như thế này: nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái, ăn uống say sưa. Cái thực trạng của xã hội Do Thái vào lúc Chúa Giêsu nói lên cái thí dụ này, bày tỏ cái thí dụ này, thì cho biết rằng trong cộng đồng của người Do Thái vào lúc bấy giờ có người giàu, có người nghèo, có người quyền thế, cũng có người rất là bình dân. Và cái cách sống của họ đó bày tỏ cái cung cách của họ đối với nhau và đối với công việc của Chúa vào lúc bấy giờ. Thưa toàn thể con dân của Chúa, cụ mục sư chủ nhiệm khi đến thăm chúng tôi tại An Hóa, cụ nói với vợ chồng tôi mấy lời. Lúc đó chúng tôi chỉ có đứa con đầu lòng, đó là Nguyễn Thị Ái Linh thôi. Nhưng mà cụ biết rằng con cái của Chúa ở xa xôi lắm, vả lại thì là một hội thánh vùng thôn quê nữa. Cho nên cụ nói rằng: con ơi, khi con cái của Chúa người ta rời nhà, người ta đến mang một thức ăn nào đó cho con, dầu con không quen với thức ăn đó, con cũng phải cảm ơn, rồi cảm ơn Chúa để dùng lấy thức ăn đó, bởi vì đó là tấm lòng của con cái của Chúa. Đừng vội vàng nhìn thấy mà nói rằng xin cảm ơn ông, cảm ơn bà. Thôi thì chúng tôi nhận đây thôi, thì cái lời của ông bà đã đem đến như vậy thôi, nhưng xin mang về đi vì tôi cũng quen được cái thức ăn như vậy. Rồi khi con nói như vậy, tự nhiên con hạ thấp cái danh dự con xuống, và rồi hội thánh của Chúa không có dành cái sự kiều mến cho con, thì con về đây để hầu hiện Chúa và sống với hội thánh của Chúa. Không ăn được đi nữa thì mình ở trong lòng mình biết thì không nên làm thất lòng con cái của Chúa. Tôi nhớ lại đó, trong khi cụ đến thăm chúng tôi vào năm 1976-77 ở tại An Hóa thuộc về tỉnh Bến Tre. Thưa con cái của Chúa, tôi liên tưởng đến điều đó và quay trở lại với phần Kinh Thánh ở đây. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập tôi trai tớ gái và ăn uống say sưa. Chúa đặt chúng ta vào trong địa vị để phục vụ Chúa, chứ không phải là đặt chúng ta vào trong địa vị để cai trị người khác. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã làm gương, và Ngài cứ tiếp tục làm gương như vậy cho đến khi về trời và để lại cái trọng trách đó cho các sứ đồ của Ngài. Thế ngày hôm nay cũng như vậy, thưa con cái của Chúa, Chúa đặt để chúng ta ở nơi đâu thì chúng ta phải biết hòa mình với anh em mình tại nơi đó và sẵn sàng để phục vụ Chúa. Tôi thấy trong bản diễn ý câu thánh kinh này: chủ ta còn lâu mới về, rồi cứ hành hạ gia nhân. Bản Kinh Thánh truyền thống của chúng ta: chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái và ăn uống say sưa. Hay bản Kinh Thánh để cho chúng ta thấy
thực tế có những con người như vậy. Cho nên Chúa mới đưa câu chuyện này thuật lại cho các sứ đồ được biết. Một mục sư Viu Úc Lương cũng đã nói một lời, khi các mục sư từ Hồng Kông đến để thăm tụ, hỏi tụ về công việc Chúa ở tại quận 6, thì cũng biết hết. Luôn cả các cái am mới vừa cắt cụ cũng biết, vì cụ để ý để biết cái tình hình về tôn giáo nơi cụ đang hầu việc Chúa. Thế rồi nhà Chúa ở tại quận 6 đó thì lúc đó chỉ có một cái nhà hàng mà thôi, cho nên họ ăn và cảm thấy không có thích hợp thế nào đó. Họ hỏi cụ, cụ mục sư ở đây trong thành phố này, trong quận này có chỗ nào ăn khác mà ngon hơn nữa không? Cụ hứa rằng dẫn chúng tôi đến, chúng tôi cùng thông công với cụ, chúng tôi trả tiền quan cho hết cho cụ, đừng ngại những ngày đó. Và người ta nghe một cái câu của cụ sư Viu Úc Lương, tức là cụ sư quầy đó, và nói là ở đây hỏi dân số ở đây bao nhiêu, hỏi bao nhiêu chùa chiền thuộc các tôn giáo, nhà thờ thuộc giáo hội công giáo, thì tôi có thể trả lời cho quý mục sư được, nhưng hỏi nhà hàng nào ngon thì tôi đành chịu. Tại sao như vậy? Cụ nói như vậy có phải là quá lời không? Đưa con gái của Chúa không? Bao nhiêu đệ tử của Chúa hầu Chúa vào giai đoạn của năm cụ quầy ở tại hội thánh Chúa Nguyễn Trãi đó thì được biết rằng mỗi buổi sáng thì cụ chỉ ăn một cái chén cháo với một ít cải sa bấu, tức là cải trắng mà nhặt làm dưa đó thôi, không có gì khác. Cái mức sống của cụ rất là đơn sơ như vậy để cụ hầu việc Chúa. Nhưng mà sự giảng dạy lời của Chúa trong ngày, trong tuần đối với cụ rất nhiều, thì cụ đã thắt lưng mình lại và đã thắt đèn lên, tức là cái sự sáng phản ảnh sự vinh quang của Chúa ra trong chức vụ của cụ. Cho nên mãi 52 năm chức vụ của cụ mục sư Viu Úc Lương tại khu vực Chợ Lớn, con cái của Chúa đều nhớ đến sự thanh sạch, yêu mến Chúa của cụ, và phố hồ Chúa của cụ sư Viu Úc Lương như vậy. Đó là tôi muốn kể đến những đệ tử của Chúa ngay trong thành phố này mà quý ông quý bà đã có 50 năm theo Chúa, 40 năm theo Chúa, có thể nhớ lại hình ảnh của cụ mục sư quầy mà dâng lên Chúa lời tạ ơn Ngài. Ở quê hương của tôi, tức là quê Tre, có một anh chấp sự năm nay anh đã 70 tuổi, đó là anh Lý Văn Thảo, mà ở dưới quê Bến Tre gọi là anh Bảy Thảo. Anh là người đã theo các vị kỹ sư, các thầu khoán từ khi trộn hồ, từ khi tô ghép tường, cho đến khi lớn lên thì anh trở thành vị thầu khoán của hội thánh của Chúa ở tại tỉnh Bến Tre. Và cảm ơn Chúa yêu dấu, sau năm 1975, Chúa cho anh đến có 3 cái căn nhà. Đời sống ấm no lắm, sung túc lắm. Nhưng mà anh mở liên hệ và biết được nơi nào nhà Chúa xây dựng, anh sẵn sàng, nếu theo lời mời của ban về sự chấp sự, ban dự án tại nơi đó, anh đến để xem và rồi có thể giữ phần vào công việc của nhà Chúa. Dầu tuổi đã cao, có thể nghỉ an nhàn, nhưng mà anh bằng lòng hầu việc Chúa vì đây không phải là lúc anh nghỉ ngơi. Cho nên khi chúng tôi hầu việc Chúa tại An Hóa, thì anh là người đã đứng ra để nới rộng nhà Chúa tại An Hóa. Mỗi một bên như vậy là 2,5 mét, rồi thêm một cái căn ở đằng sau là tòa nhà bên sau nữa. Và anh trực tiếp lên xuống như vậy để mở mang nhà Chúa tại An Hóa. Một vị kiến trúc sư nào đó vẽ cái hình của nhà thờ cây lạy, nó giống như cái Nguyễn Kinh Thánh mà Úc như vậy đó, tức là cái máy nó cong giống như là các cái chùa miên như vậy đó. Con cái của Chúa ai ở đây thấy nhà thờ cây lạy rồi xin vui lòng cho tôi biết. À, có phải giống như là Nguyễn Kinh Thánh Úc như vậy không? Để nó cong khúc như vậy. Rồi khi anh nhìn cái bản vẽ đó rồi, anh nói làm thì được, nhưng mà sau này rủi có giông gió mà ai đó muốn trùng tu lại là một việc khó lắm. Nên xin phép ban chấp sự nghị sự hội thánh của Chúa tại cái lạy cho tôi bớt cái chiều cong của nó một chút. Thì một số người không đồng ý, nó rằng làm bớt cái chiều cong của nó thì
thì nó giống như cái nhà rông quá đi, nó xuống luôn như vậy. Cho nên bây giờ trì để trung dung thì giảm bớt cái độ công của nó một ít thôi, và cứ theo bản vẽ như vậy mà cất cái nhà thờ đó. Cho nên chúng ta đi lên quốc lộ 1 của chúng ta về miền Tây thì thấy nhà thờ cây lầy đó sừng sững như vậy. Đó cũng là cái công trình mà người anh em của chúng ta, anh Lý Văn Thảo đã cùng với ekip thợ xây dựng nhà Chúa ở tại cây lầy. Sau đó thì anh sẽ cất nhà Chúa tại Bình Đại. Cất nhà Chúa tại Bình Đại, ngôi nhà thờ rất đẹp, rất lớn tại thị trấn Bình Đại ngày nay, cũng là do anh Hầu Khoán, anh Lý Văn Thảo đó. Nhà của Chúa tại Sông Rây thì Hầu bỏ chạy tại vì cỡ lỗ, cho nên họ càng xây dựng thì càng lỗ, cho nên bỏ như vậy, nóc chưa có, và để chống trải như vậy, anh em mới biết như vậy và rước anh lên để anh lo công việc cho đến khi hoàn tất ở tại Sông Rây Đồng Nai. Và cụ thể nhất, gần gũi nhất ở đây đó là nhà thờ của Thánh Chúa tại Lộc Thuận, Bến Tre. Tháng 9 tới đây thì có lễ gặp Bà Chúa về việc thành lập hội thánh của Ngài tại đó. Và từ năm 1928, nhưng mà đến 18 thì không làm kịp, và đến 19 thì mới có thể để cảm tạ Chúa trong ngày để cảm tạ đó. Cũng là công trình của anh em của chúng ta, 70 tuổi rồi, và chúng ta cũng phải dâng lên Chúa lời tạ ơn Ngài để tìm kiếm một thư ký cho hội thánh của Chúa không phải là dễ dàng. Cho nên anh làm vị chấp sự tuổi 70 mà con vẫn còn làm chấp sự thư ký của hội thánh Chúa tại Bình Đại hiện nay. Ngày nào đi làm thầu thì đi làm, ngày nào leo lên leo xuống để mà kiểm tra các cái công trình thì kiểm tra, còn giờ phút nào thì anh quay trở về để lo công việc Chúa. Chưa có cái của Chúa, chúng ta trông đợi ngày Chúa chúng ta trở lại, không phải là chúng ta cứ ngồi đó mà chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, con xin Ngài mau đến. Việc đó không có sai, nhưng còn biết bao nhiêu công việc mà Chúa muốn đặt để vào lòng con cái của Chúa để chúng ta phục vụ Ngài. Tôi có một đầy tớ của Chúa là người anh trong chức vụ đó là một sư si mức Hàn Ca. Trong vòng con cái của Chúa ai biết được một sư si mức Hàn Ca, xin vui lòng cho tôi biết, cho tay cho tôi biết. Trên lầu có không? Các con ở trên miền Bình Phước, miền Đắk Nông, Đắk Lắk, ai biết một sư si mức Hàn Ca không? Dạ, không ai biết à? Như vậy thì chắc là trên lịch của giảng dạy, chắc là tôi sẽ mời đệ tử của Chúa về một lần để toàn thể con cái của Chúa được biết. Ông là ủy viên của hội đồng giáo phẩm từ khi có hội đồng giáo phẩm cho đến bây giờ, và ông cũng là một trong những người giáo sư ở tại Viện Thánh Kinh Thần Học của chúng ta về môn dân tộc học. Đây, ông giảng dạy tại nơi đó. Đặc biệt đó là đệ tử của Chúa năm nay đã 70 tuổi rồi, nhưng vẫn còn sử dụng một xe Honda và chở bà để đi thăm các hội thánh, đi giảng dạy, đi thăm viếng, đi công tác mục vụ, mà không phải là 5-3 cây số, 10 cây số gì cả, mà có nơi như vậy 70-80 km. Đi giảng dạy xong thì trở về đến nhà thì đã bắt đầu là 11-12 giờ đêm rồi. Đệ tử của Chúa làm việc Chúa làm nhiều hơn công việc nhà. Làm công việc Chúa nhiều hơn công việc nhà, có nghĩa là dành thời giờ cho Chúa yêu dấu, và đồng thời chấp lấy cái cơ hội Chúa còn cho sức khỏe đó để phục vụ Chúa. Xin Chúa ban ơn cho hội thánh của Chúa sáng nay. Ba lão niên vừa hát ngợi khen Chúa, có những ông bà, có những anh chị đã ngoài tuổi 70 rồi, nhưng vẫn còn dành thời giờ tập hát, vẫn còn cố gắng lên xuống để hát ngợi khen Chúa. Hôm qua đây tôi đã đến để thăm công với một gia đình con cái của Chúa tại Phú Lâm, mừng bà mẹ 90 tuổi. Và mỗi lần tôi đến với ban lão niên Phú Lâm, đến nhà thờ Sài Gòn thờ phụng Chúa, ham lắm mục sư ơi, nhưng mà có một điều, cắt của tòa giảng Sài Gòn cao quá đi, bước không nổi. Đến nhà thờ Sài Gòn ham lắm, thích lắm, nhưng mà cái cắt cao quá. Đối với thanh niên thì không có cao, nhưng đối với quý ông quý bà lớn tuổi thì lại cao.
tôi ngồi bên đó và tôi cũng để ý khi các cái sợi dây điện kéo vào đó để đưa vào trong ổ điện ở đây. Thanh niên đi thì không có dắt, nhưng mấy ông bà lớn tuổi dắt hoài, không có dở chân lên nổi. Nhưng mà bây giờ còn dở chân được thì cứ dở chân lên, bước lên để hát ngợi khen Chúa. Thì lúc nào đó chúng ta cũng không bước được nữa, thì chúng ta sẽ nói một cái câu giống như bà tín đồ ở tại Hồng Kông đã nói đó: tấm lòng tôi đi trước, chân tôi bước theo sau. Nhưng mà ở miền Tây nghe cái câu đó thì sửa lại: tấm lòng tôi đi trước, chân tôi lớn theo sau. Tại vì nó đâu có cất được lên đâu mà bước, phải kéo lê kéo lớn như vậy thôi. Nhưng mà chúng trung tín đến với nhà của Chúa. Chúng ta đến với các tỉnh miền Tây, chúng ta đến với các tỉnh miền Đông, chúng ta thấy các cụ ông cụ bà vẫn như vậy. Và đây là thì giờ không phải là để chúng ta nghỉ ngơi, mà là giờ để chúng ta làm việc Chúa của chúng ta. Chúng ta làm việc Chúa của chúng ta. Luca chương 12 câu 37: phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ mình về thấy họ thức canh, quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Các con trong ban uy tín đưa cái số 2 nhỏ lên dùng dùng sư để con cái của Chúa có thể theo dõi được. Là giờ làm việc Chúa với toàn thể con cái của Ngài. Chúng ta được khích lệ nhiều lắm khi đi nơi này, khi đi nơi khác. Điều kiện của chúng ta còn có rất nhiều. Đang khi các hội thánh của Chúa nơi này, nơi khác, miền thôn quê, miền sơn cước, hiểu thốn trăm bề, nhưng phải nói họ yêu mến Chúa và phục vụ Ngài. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức cần, tức là làm việc, sẵn sàng trong sự làm việc. Lời của Đức Chúa Trời trong Côrintô nhất chương 15 câu 58: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Xin Chúa cảm động lòng từng con cái của Chúa vững vàng, không rung động, và làm việc Chúa cách dư dật, hoàn thành cái sứ mạng mà Chúa giao phó cho mỗi một chúng ta. Hoàn thành sứ mạng mà Chúa giao phó cho mỗi một chúng ta. Và sở dĩ chúng ta có thể hoàn thành mọi công việc mà Chúa giao phó, thì chúng ta có đồng một tư tưởng giống như một con cái của Chúa, một bá tước của người Đức, ông Zinzendor. Ông đã nói một cái câu như thế này. Người ta khám phá cuộc đời của Zinzendor là ông đã sống mỗi ngày cho công tác của hội thánh đến 12 tiếng đồng hồ. Một ngày 24 thôi, nhưng mà 12 tiếng đồng hồ cho Chúa. Và người ta ngạc nhiên và hỏi ông: vì sao dành thì giờ cho Chúa như vậy? Ông trả lời: tôi chỉ có một đam mê, đó là đam mê cứu Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi. Tôi chỉ có một nhiệt tâm, sự nhiệt tâm đó dành cho Chúa Giêsu mà thôi. Như vậy chúng ta có thể thấy biết bao nhiêu người thành công ở trong công việc, trong thương trường, trong chính trường, kể cả trong đường phục vụ Chúa. Đó là làm có việc gì thì Chúa cho chúng ta có sự nhiệt tâm, đồng nghĩa với cái chữ đam mê đó, để chúng ta có thể yêu Chúa và phục vụ Ngài. Một người khác mà tôi những tưởng con cái của Chúa cũng sẽ dễ dàng ghi nhớ là giờ để phục vụ Chúa, đó là phu nhân của một siêu viện Ba Hoa. Trong vòng các con cái của Chúa từ nghe đài nguồn sống, xin cho tôi biết tên riêng của bà mục sư Ba Hoa tên là gì. Các bạn trẻ bên trên có thường nghe đài nguồn sống rồi đài xuyên thế giới vân vân, thì nhớ tên của đầy tớ của Chúa là gì không? Trung Thị Hoàng Bích, con của mục sư Trung Khang Lộc. Chúa cho bà Nguyễn Ba Quang đã thành lập gia đình và đến hầu việc Chúa ở tại đài nguồn sống. Đài nguồn sống được thành lập năm 1948, đến năm 2018 đã qua là 70 năm đài nguồn sống được
hình thành và phát triển tồn tại đó. Và cớ đệ tử của Chúa có một cái ơn đặc biệt là trong sự chia sẻ giảng dạy rất là xúc tích và đồng thời rất là sâu nhiệm. Cho nên các nhóm sinh viên ở tại Singapore, ở tại Indo hoặc là chung quanh phi luật tâm đó được hay mời bà. Nhưng bà đã cước từ và chỉ nói một lời mà thôi: Chúa đã đặt để tôi phục vụ trong phòng ghi âm của đài phát thanh Viễn Đông. Có nghĩa là tính giả của bà Châu Thị Quảng Đức, Nhưng Thị Quảng Đức thì không có thấy mặt, nhưng mà trong cái khung cảnh của phòng ghi âm đó, bà liên tưởng đến bao nhiêu người nghe đó là ai, và cứ tập trung như vậy để xin Chúa cho mình có thể giảng dạy, chia sẻ lời của Chúa cho con cái của Chúa nơi này, nơi khác. Trong các quyển Rạng Đông, hoặc là Điềm Tin, hoặc là Thánh Kinh Nguyện Sang của Hội Thánh của Chúa trước năm 1975 đó, đều có ghi cái thời khóa biểu hay là ghi cái chương trình, ghi cái giờ phút mà Hội Thánh của Chúa và đồng bào các nơi nghe được đài phát thanh nguồn sông. Bên đó còn ghi rõ FEBC, phân trò lại như vậy để cho người đó có thể để ý bốn cái chữ này là gì, rồi phụ chú bên dưới đó là đài phát thanh nguồn sông. Tất cả các tiết mục đó nhằm nói lên một điều, đó là Đức Chúa Trời còn dành cái thì giờ để cho những người mà Chúa đang để vào lo công việc ngoài. Tôi hay đi qua lại và lấy các bài học kinh thánh hàng tuần đi vào, và cũng thông cảm với con cái của Chúa. Có những câu hỏi mà chúng ta cũng phải dỗ tráng nhiều lần lắm chúng ta mới làm được đấy. Mà Chúa cho cô đội trưởng Đạo Lệ Hòa và các anh em trong cái giúp đó đã nhờ ơn của Chúa cố gắng để soạn bài và cung cấp được cho Hội Thánh trong những thời giờ như vậy. Chúng ta lo việc Chúa, vì có đây là thời điểm mà Chúa dành cho mỗi chúng ta. Xin Chúa cho tất cả con cái của Ngài yêu Chúa bằng tất cả tấm lòng. Không phải là thì giờ để chúng ta nghỉ ngơi, nhưng là thì giờ để chúng ta hoàn thành cái trọng trách mà Chúa giao phó cho. Tôi cảm ơn Chúa trong thì giờ tôi gặp lại mục sư Phan Quang Thiệu để nhắc nhở về thời điểm mà đệ tử của Chúa đến chia sẻ cho lớp nhân sự của Hội Thánh của Chúa và ban chấp sự của Hội Thánh. Đệ tử của Chúa là thế hệ đàn anh, tôi chỉ là thế hệ đàn em mà thôi, chứ không ngồi lại với nhau. Và sau khi chúng tôi uống một chút nước gần xong rồi thì anh em lại châm nước tiếp để có thể hai anh em ngồi uống lại với nhau. Ông nói một lời mà tôi được an ủi lắm: ngồi lại với tôi uống thêm trà, thêm cà phê đi, đây là thì giờ nghỉ ngơi, chứ ông về rồi thì ông không có nghĩ được cái gì hết à. Và cuối cùng thì ai nấy đuối sức đó, cho nên phải có thì giờ để nghỉ. Và tôi cảm ơn Chúa những thì giờ như vậy được trao đổi với đệ tử của Chúa, công việc của Hội Thánh của Ngài, công việc ngay trong thành phố này. Và đó là những giây phút mà tôi được thư giãn và biết rằng cái trách nhiệm của mình có người chia sẻ trong gia đình con cái của Chúa như vậy. Nếu chúng ta thấy một gánh nặng về một bài học từ Chúa dựng, nếu chúng ta thấy một gánh nặng về bài 5 phút đức tin dành cho ban, chúng ta có thể ngồi lại với ai đó là bạn của mình hoặc là người trong gia đình của mình để cùng chia sẻ, để cùng cầu nguyện và cùng gánh vác công việc đó. Thì Chúa muốn chúng ta chụp lấy cơ hội để phục vụ Ngài. Thì thứ hai chúng ta học sáng nay hôm nay, đó là phải phản chiếu vinh quang của Chúa. Lưng các ngươi phải thắt lại và đem các ngươi phải thắp lên. Đem các ngươi phải thắp lên. Thắp lên để kiểm soát việc mình đã thực hiện đó, nó tới đâu rồi. Và cũng thắp lên để đủ sáng để chúng ta duy trì công việc tiếp tục. Và cũng thắp lên để cho biết rằng đây không phải là thì giờ để nghỉ ngơi, mà là thì giờ tiếp tục các công việc khác nữa. Thưa con cái của Chúa,
đèn phải thắp lên để nhắc rằng chúng ta có công việc phải làm. Chúng tôi đến chủ tọa hội đồng của một số các hội thánh lưu quản gì, một số quý vị chấp sự nói với tôi rằng: mục sư ơi, xin giảm bớt các công việc của ban đại diện đi, đã làm tổng công việc Chúa ở hội thánh rồi, bây giờ còn theo các văn thư của ban đại diện nữa, có khi về là ngồi đó nhưng mà cái xác ở đó chứ cái hồn ở đâu á mục sư ơi. Tôi hỏi: ủa như vậy sao mà nặng nề quá như vậy, thì sao không có thư cho ban đại diện để biết rằng chương trình nào cần được tiến hành, chương trình nào sẽ ngưng lại? Thì vị đã trả lời một cách rất là ngắn gọn: chúng tôi làm việc Chúa mấy mươi năm rồi, đủ rồi, tôi khỏi được khỏi cái gì đó. Và tôi nói rằng nếu ai nấy đều nói chứ ông đó là làm công việc Chúa tới đây đủ rồi, thì công việc Chúa những ngày tới không có người để cố vấn, không có người để tham mưu, không có người để giúp đỡ công việc Chúa, cho nên xin Chúa cho được thêm sức để làm việc Chúa tiếp tục, chứ không phải là chỉ đủ rồi. Mà ông biết là ông có tiếp tục công việc Chúa hay không là ông đã đủ rồi, mình không biết. Nhưng mà nếu chúng ta trông đợi Chúa chúng ta trở lại, thì chúng ta phải khống chế cái tinh thần tiêu cực ở trong chúng ta, phải tích cực, phải hăng hái, phải vùng lên và phải sẵn sàng hơn nữa trong công việc Chúa. Chúng ta nhớ lời Chúa trong Châm ngôn 22 câu 29, một câu thánh kinh mà các đệ tử của Chúa đưa vào trong các khóa huấn luyện của các chương trình bồi dưỡng cho mục sư truyền đạo, tức là hội đồng bồi linh cho mục sư truyền đạo đấy. Châm ngôn 22 câu 22-29. Và xin con gái của Chúa mở ra và cùng đọc với tôi câu thánh kinh này. Châm ngôn chương 22 câu 29. Xin mời bạn cùng đọc. Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình giao, người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu. Đây là lời khuyên thì ai nấy trong chúng ta siêng năng cần mẫn trong công việc gia đình, mà cũng nhất là siêng năng cần mẫn trong công việc Chúa giao phó. Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình giao, người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chứ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu. Câu kinh thánh này gắn chặt với cuộc đời của nhà truyền giáo lỗi lạc Moody, Eli Moody. Sinh năm 1837 và về với Chúa năm 1900. Tôi lớn của Chúa, dáng người không có được đẹp, nhưng mà có một cái tâm tính yêu mến Chúa và hầu việc Chúa một cách rất là diệu kỳ. Mỗi một ngày ông đã hứa với Chúa là ông sẽ giới thiệu về Chúa cho ít nhất một người. Cho nên đầy tớ của Chúa ngày nào bằng nhiều công việc đến mấy đi nữa thì ông vẫn tìm cách là giới thiệu về Chúa Giêsu cho một người. Và đặc biệt một sư Moody nổi bật đó là ông là người soạn và đảm trách về khối Cơ Đốc giáo dục, trong đó có trường giáo dục cho hội thánh của Chúa tại vùng Chicago ở Hoa Kỳ. Trong lúc ông xin tiền đấy, và như vậy, để nên người ta thống kê rằng đến khi ông hoàn tất được công việc mà về trong nước của Chúa, thì số học viên trường giáo dục mà ông dạy là con số ngàn. Chúng ta có thấy được khích lệ không? Trường chủ nhật 7 người, 8 người, 10 người, 12 người trở lại coi một lớp trường chủ nhật. Nhưng mà đầy tớ của Chúa kết thúc chức vụ của mình để chuyên các về trường chủ nhật đó, cảm vinh người như vậy. Nhưng mà các dạy trường chủ nhật của ông thì ông thay đi từ nhóm này sang nhóm khác để thay đổi luân phiên về cái thức ăn đó cho trường chủ nhật. Thì một số các lãnh đạo trong hội thánh Chúa bây giờ không có đồng ý trong vấn đề như vậy và tỏ ra chê bai đệ tử của Chúa. Ông không trả lời, ông chỉ dâng trình việc đó cho Chúa thôi. Và ông ghi nhận những điều nào xây dựng và những điều nào không xây dựng. Và cuối cùng, có một nhóm sinh viên đến phỏng vấn đệ tử của Chúa là một sư Moody về việc người ta phê bình ông như vậy.
ông nói một câu mà đệ tử của Chúa mục sư Zerai đã trích lại cái câu ca dao mà tại Việt Nam của chúng ta, đó là khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ ngoài đá nhau. Ông nói rằng nếu cần nói thì tôi nói với người bên ngoài tôi, còn ở trong Chúa thì tôi không cần trả lời việc đó, tôi chỉ trình dân cho Chúa mà thôi. Vì ông cũng đã từng biết thì chắc là gà ở bên Mỹ thì gà ở bên Việt Nam thì cũng giống như vậy thôi. Thỉnh thoảng có con nào đó bị thẹo, bị sẹo, bị gì đó trên đầu, trên cánh nó, thì mấy con kia thay vì như vậy thì có thể mang mồi đến, thì nó không mang mồi đến, mà nó làm gì ạ? À? Nó mổ ngay cái vết thương mà cái con gà kia đang bị thương hoặc trên đầu, trên cánh, và cứ hết con này mổ đến con kia mổ như vậy thì cuối cùng con gà bị thương lại bị tổn thương hơn và rồi chết. Nên cái giáo Việt Nam có câu đó, khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ ngoài mà đã nhầm. Đứa con cái của Chúa khi chúng ta hầu việc Chúa không phải là chúng ta được khen hết đâu, có những tiếng chê, có những lời biếm nhẹ, nhưng ở đây lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, con ơi, cái trách nhiệm của con là phải phản chiếu vinh quang của Chúa, đèn của linh của con phải được thắp lên. Ta cho con cái chức vụ đó, đặt để cho con chức vụ đó không phải là để chúng con có để đó trưng bày đó cho có thôi, nhưng mà phải làm có việc, đèn phải thắp lên. Mà đèn thắp lên rồi không phải chỉ có đèn thắp lên mà thôi, mà phải chiếu sáng, chiếu sáng ra vinh quang của Chúa, phản ánh vinh quang của Chúa qua cuộc đời của chúng ta. Ma-thi-ơ chương 5 câu thứ 16, sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đã họ thấy việc làm của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Sự sáng của các ngươi phải soi trước mặt người ta. Công dụng của chiếc đèn ở trong phòng của mình là làm cho sáng. Đèn ở trong nhà của chúng ta nơi đây cũng làm cho sáng, để có đủ cái ánh sáng xuống và tôi có thể đọc được, suy gẫm được lời của Chúa và ra được bài giảng này mình giảng dạy cho hội thánh của Chúa. Hãy chiếu sáng vinh quang của Chúa, sự sáng của các con hãy soi trước mặt người ta như vậy. Thì lời của Đức Chúa Trời trong Ê-phê-sô chương 5 câu thứ 14 cũng đã chép. Cho nên có chép rằng, người đang ngủ hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Tự chúng ta không có sự sáng, và vì Chúa ở trong chúng ta nên ánh sáng của Ngài, sự sáng của Ngài trong chúng ta sẽ đi đến với tha nhân, đến với người khác. Từ đây đến ngày Chúa chúng ta trở lại, xin Chúa cho mọi chúng ta thắt lưng mình lại để hầu việc Chúa. Vinh quang của Chúa ở trong chúng ta phải được lộ ra, bày tỏ ra để người khác có thể biết Chúa và cảm tạ Ngài. Vì cơ con chia sẻ cái trách nhiệm này với anh em con, với đệ tử của Ngài. Lời của Đức Chúa Trời ở trong Khải Huyền chương 22 câu thứ 12, đây là câu kinh thánh quen lắm. Tôi tin rằng khi đọc lên một vài chữ đầu thì nhiều con cái của Chúa còn có thể đọc theo được. Khải Huyền chương 22 câu thứ 12, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người và bằng nhau tùy theo việc họ làm, họ đã làm. Xin mời con gái của Chúa đọc lại một lần nữa. Này ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với ta và để trả cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm. Lưng của chúng ta phải thắt lại, đèn của chúng ta phải thắp lên. Thưa con cái của Chúa, một trong những tấm gương gọi là tấm gương rất lớn, tấm gương rất vĩ đại trong sự học viện Chúa của các tôi tớ của Ngài, đó là tấm gương của đệ tử Chúa mục sư tiến sĩ Phan Liên Graham. Tôi tớ của Chúa sinh ngày 7 tháng 11 1918 và về nước Chúa ngày 21 tháng 2 năm 2018.
vào năm thì tới Chúa 30 tuổi, 34 tuổi thôi, thì ông đã là người đứng ra thành lập hội truyền giáo Billy Graham, giáo phúc âm Billy Graham. Chúng ta thấy trong cái tuổi như vậy mà đệ tử của Chúa được Đức Chúa Trời đáp để vào trong công tác như thế, và đặc biệt là từng bài giảng của sư Billy Graham được truyền qua radio, được đến với các đài truyền hình, rồi lan tỏa là khắp trời trình thế giới. Để rồi người ta thống kê 60 năm chức vụ truyền giảng phúc âm của một sư Billy Graham, số người đến nghe trực tiếp qua ông giảng dạy là 215 triệu người. Cái phương pháp thì người ta chụp từng cái ô, từng cái vận động trường, từng cái nhà thờ để thống kê lại và nói lên cái thành quả mà Chúa dùng đệ tử của Ngài. 215 triệu người trên 185 quốc gia và vùng lãnh thổ được nghe lời của Chúa. Không có đệ tử nào của Chúa đi qua 180 mấy quốc gia như vậy hết, ngoài trừ ra đệ tử của Chúa mục sư tiến sĩ Billy Graham. Đặc biệt vinh quang của Chúa dành cho đệ tử của Chúa là ông là cố vấn cho 10 đời của tổng thống tại Hoa Kỳ. Trong các lễ tuyên thệ nhậm chức, trong các thời giờ đặc biệt, mời mục sư Billy Graham đến để giảng dạy lời Chúa, để cầu nguyện trong những thời giờ rất quyết định như vậy. Và chúng ta cũng vinh hạnh lắm là năm 1966 thì đệ tử của Chúa được đến thăm Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên về việc xin phép để truyền giảng phúc âm có những trở ngại, và cuối cùng đệ tử của Chúa không thực hiện được trước năm 1975 một chiến dịch truyền giảng cho đồng bào Việt Nam của chúng ta. Lý do khách quan thôi, nhưng mà để bảo vệ cho đệ tử của Chúa được an bình. Và Chúa cũng muốn dùng đệ tử của Chúa từ năm 75 cho đến năm 2018 tôi tới của Chúa mới về trong nước của Ngài. Cho nên dân tộc Việt Nam của chúng ta cũng không có cái được sự phước hạnh đó là nghe trực tiếp đệ tử của Chúa giảng dạy. Nhưng đây là một trong những con người chiếu rạng vinh quang của Chúa, bởi Đức Thánh Linh là chủ của mùa gặp, Ngài đã sử dụng đệ tử của Chúa trong công tác vĩ đại như vậy. Trong buổi chiều hôm nay chúng ta có thời giờ truyền giảng với chủ đề Chúa bình an. Trong tháng sau chúng ta có thời giờ truyền giảng gánh nặng của đời người. Chúa cho có cái của Chúa lưng thắt lại, đèn thắp lên, và xin đừng để ngọn đèn đó ở tại nhà rồi đóng cửa lại để cái chất đèn ở trong đó, không ích lợi gì hết. Xin Chúa cho từng có cái của Chúa là những con người lưng mình được thắt lại, đèn của mình được thắp lên để phục vụ Chúa. Và thực tế từng Chúa giật đều có những bước chân, có những tấm lòng của con cái của Chúa đến với nhà của Ngài. Xin mời chúng ta đọc lại Luca chương 12 câu 35, mời con cái của Chúa cùng đọc lại. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Xin Chúa cho lời này là lời mà con cái của Chúa nghe trực tiếp từ nơi Ngài, và đáp lại với Chúa: Chúa ơi, con muốn phục vụ Ngài, phục vụ ngay bây giờ, bừng cháy lên để phục vụ Chúa, chứ không phải đợi đến khi nào nữa cả. Đây là cơ hội Chúa ban cho con. Kính mời toàn thể con cái của Chúa đứng lên và chúng ta mở ra bài thánh ca 165 để chúng ta cùng hát và nghe Chúa. Chú ý đến điệp khúc của bài hát, tôi muốn gửi gắm cả cái ý của bài giảng vào trong cái điệp khúc của bài thánh ca này. Xin mời con cái của Chúa mở ra bài thánh ca 165.